Nay chị hướng dẫn vô bầu áo ha, vô bầu áo sơ mi. Thì cái bầu mình đã may xong rồi ha, cái bầu mình đã may xong lần trước. Bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn vô bầu. Thì trước khi mình muốn vô bầu thì mình phải chia, mình gấp bề nào cũng được ha, mình cứ chia cái bầu này ra làm 4 phần bằng nhau. Đầu tiên là mình chia đôi, chia đôi xong mình bấm chính giữa, bấm giữa dấu xong. Còn lại phần tiếp theo này mình đo thước dây cũng được, nếu như mà kỹ thì mình đo bằng thước dây ha. Còn này hơi bị ẩu rồi tại vì keo này chị nói đùa đó, chứ cái keo này nó không có bị gãy. Cái vải này nè, ủi keo nó rất là dịu cho nên mình nhập gì luôn cho nó nhanh. Rồi cũng tương tự vậy, mình nhập đôi mình bấm đi, bấm dấu. Thì dấu này bao nhiêu thì mình cứ nhập đôi mình bấm bên kia cho bao nhiêu cho nó giống nhau, chia làm 4. Rồi xong cổ áo mình cũng phải chia làm 4, trước tiên mình cũng nhập đôi cổ áo mình bấm giữa con dấu, rồi xong mình cũng chia mình bấm ra. Là có 4 dấu, tổng cộng 3 dấu nhưng mà là 4 đoạn. Rồi xong thì mình chuẩn bị thân áo đặng mình may. Thì thân áo mình chuẩn bị mình quay bề trái lên ha, ở đây là đang là bề trái của thân áo nè, tại vì may kỹ quá mấy cưng nhìn không biết bề nào bề trái bề nào bề mặt luôn, nó giống y nhau. Nhìn cái tay này mới biết là bề trái nha. Đây là bề trái quay lên xong. Còn cái lá bâu mình thì chỉ còn một đường may duy nhất thôi, còn một chỗ để may được thôi. Thì cái chỗ này mình sẽ đặt lên thân áo để mình may. Có khi thì là mấy em không quen thì là lược á, lược tay á, thì chị hướng dẫn lược ha, bắt ngay chính giữa lược ra ngay cái đường giáp giữa nè. Tụi cưng sẽ bắt từ đây, tụi cưng lược ra, bắt lược ra rồi xong hóa may. Còn chị quen thì chị may từ đầu luôn ha. Mấy em nào cứ thử sức thì giống chị bắt trước chị đi, mình o từ từ là sẽ đẹp thôi. Trước tiên là mình đặt cái bâu lên lên trên thân áo, thì là cái lá bâu nó phải thụt vô so với thân áo 1 ly. Cưng có thấy nó so le không? À ha, mình giữ im như vậy mình bắt đầu, nó đẹp là ở chỗ đó nha. Rồi mình lại mối ha. Còn ngoài bìa thì mình cứ theo cái bìa cắt này, hai bên này cứ kéo nhau bằng là được. Khi may á, mấy em mà biết may rành thì thôi chị không nói, hoặc mấy chị có kinh nghiệm rồi thì em không dám nói. Còn mấy bạn mà mới vô nghề ha, mấy em mà mới vô học, mấy chị mà mới vô học ha, là trước khi mình may á thì mình cứ tự tin đi, mình làm đúng công thức rồi tâm lý mình thoải mái thì mình may lên cái áo nó sẽ đẹp. Còn mình căng thẳng mình lo âu là mình may sẽ không đẹp đâu, nó dễ thôi, cứ nghĩ là người khác làm được thì mình sẽ làm được. Rồi tiếp theo là mình so thử nè ha, đây cái dấu nhấp bằng đầu tiên của mình nè, thì ở đây là cái dấu nhấp đầu tiên nè, thì mình cứ so thử coi nó có ngay hay không nè. Đây là nó rất là ngay luôn nè ha, là bảo đảm may luôn nó đẹp. Rồi mình may đường may ngay đâu thì mình may đường may nó chí miếng keo này hoài. Mình may miếng dưới nhưng mà cái đường may mình canh theo miếng keo trên nè, là mình cứ may theo cái miếng keo đó hoài, đừng có may xích ra như thế này là không được nha. May cách ra bao nhiêu là sai nha, cách ra như là nhiều quá, mà đừng có lên miếng keo, vừa chí miếng keo luôn là đẹp nhất. May cái nào cũng vậy hết á, tâm lý thoải mái thì mình may nó sẽ đẹp. Rồi ở trước là mình cứ so hai mí bằng nhau, tương đối bằng nhau thì mình cứ may thôi. Là bởi vì cái thân trước, cái cổ thân trước nó nằm nghiêng, thì tất cả cái canh canh sợi nó đều là canh sợi xéo, cho nên mình không cần phải căng phải dùng gì cả, cứ để tự nhiên. Rồi thân sau, lưu ý thân sau nè, thân sau thì cái đoạn từ cái đường ráp vai mình đi xuống thì là canh chỉ xéo, canh dễ xéo thì mình không được căng, nó dễ bị giãn. Còn cái đoạn giữa cổ nè, giữa cổ mình là canh dải ngang hoặc canh dải xuôi, thì là nếu như mình không căng nó thì khi mà mình may bằng lừa nó sẽ lừa nhích nhích từng chút một, nó sẽ nhíu nhẹ lại một chút. Cho nên là mình may áo là mình chú ý khi vô bâu là căng cái khoảng này, là căng cái đô ra, khi đặt lá bâu là mình căng cái đô ra là đẹp, chỉ cái chỗ đó thôi. Rồi bây giờ mình so lại nè, giữa dấu nhấp này nè, dưới dấu nhấp dưới nó có ngay không nè, nó ngay nè. Rồi thì mình cứ so cái canh này là canh xéo nè, canh thân dưới đô này là nó đang xéo thì mình không nên lôi nó làm chi, mình cứ để nó tự nhiên.
cái dải tùy theo dải nha, có nhiều dải thì khó may ngang cái đoạn cổ đó lắm, may thường là may bị lỗi, nhất là KT, mà KT hơi thường thường, may thì học sinh cấp 1, cấp 2 đó, là mấy bạn phải kỹ chỗ đó, hơi căng chỗ đó thêm chút. Còn ở đây cái dải của mình đấy, nó đều, nó không có bị nhíu như vậy. Thấy chị kìm nhẹ nhàng chứ thực sự chị đang căng phía dưới đó nha. Chị nói thế nào là chị làm giống vậy đó. Mấy bạn ấy ủi đồ cũng vậy, thấy sao chị ủi nhẹ nhàng quá mà sao em ủi nó không sát. Chị ủi chị đè rất mạnh đó, mà tại vì chị làm quen rồi, nhìn tao tác chị nó như vậy đó. Với lại á, chị mai chị không có cắt á, chị làm video chị không có cắt. Chị may sao thì chị làm y như vậy luôn. Theo lẽ cái lá bâu như vậy thì mình may một chút cái đầu thôi rồi mình sẽ cắt bỏ một đoạn đi. Nhưng mà như vậy á, đôi khi là may lỡ sai, lỡ xấu gì đó, rồi mình cắt xong rồi mình lại ghép lại thì nó lại không có thật. Cho nên là chị làm thì chị làm thật hết từ đầu. Từ ban đầu cho tới kết thúc luôn. Nó hơi chậm chút xíu nhưng mà bảo đảm là khi mấy em xem thì mấy em hiểu được từng ly, giống như là đang ngồi quan sát chị Mai thật sự. Nhiều khi đang quay nữa lừng chừng cái bị sự cố gì chút xíu, có khách lại bất ngờ hay là có cúp điện gì bất ngờ, cái chị cũng phải bỏ cái đó, chị làm lại từ đầu luôn. Làm cái video mà chị như vậy rất là cực. Còn mình làm mà mình cắt từng đoạn mình ghép lại nó dễ lắm. Nó có cái sự cố gì thì mình lại bấm máy rồi mình làm tiếp thôi. Rồi xong, khi mình may đã xong rồi nè ha. Mình kiểm tra đường may nè. Cái đường may bề trái của mình nè. Mình may theo cái đường canh chỉ trên là nó thẳng băng à. Nó co tròn thôi, thẳng băng, nó không bị nhấp nhô ha. Là nó mới đẹp. Rồi xong, bây giờ tiếp theo thì nếu như mà ở cái dải này thì như vậy là được rồi. Còn nếu như là dải KT á, hoặc dải gì nó hơi cứng tay á, dải thô cứng chút xíu nữa thì mình sẽ bấm như vậy. Cái canh dải nào nó bị căng, nó bị chằng thì mình bấm, còn canh dải xéo thì mình khỏi bấm. Rồi, không quen thì bắt đầu mấy em lượt vô, tiếp tục mấy em lượt, hoặc là đim kim, cắm kim sau đó. Còn chị là may luôn, chị hướng dẫn ha. Đây, mình bỏ vô đường may vô hết, đang giờ là nó đường may nằm bên ngoài nè. Mình may xong nó sẽ nằm bên ngoài như thế này nè. Rồi mình buông ra tự động nó bẻ vô. Thì mình để tự động, nếu mình cắt đẹp thì mình cắt khéo, mình cắt chính xác thì tự động nó buông vô ên nó luôn à, khỏi mất công chỉnh sửa gì hết á. Rồi bây giờ nè, nó có cái canh chỉ, nó có canh chỉ lúc nãy mình may nè, không biết là Cương nhìn có thấy không. Chị cố tình chị lôi ra cho Cương nhìn. Thấy canh chỉ à? Đó, thấy. Là canh chỉ nè. Canh chỉ ngay ngón tay chị nè. Nếu như mà Cương may đẹp á thì nó sẽ nằm sát cái miếng này hoài 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 luôn. Thì khi Cương may cái Cương căm sát miếng chỉ Cương may là bề trái nó đều rang luôn, nó không bị mốt méo ha. Còn mình may nó không đều là chừng nữa bề trái nó sẽ xấu đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu từ đây mình may mí. Hạn chế chấp chỉ ha. Hạn chế chấp chỉ. Chị may cái gì cũng vậy, chị không có cho lộ đường chỉ nhiều. Có lộ đường chỉ cũng không có chấp, không có nối. Hạn chế tối đa. Đây, cái đầu này chị để vô, để chút xíu nó gần tới để chị ha, để cho tụi con xem. Rồi mình cứ căng cái mí chỉ đường may của mình sao mà nó vừa cắn ngay cái mí bìa của mình hoài luôn, vừa theo cái bìa đó hoài luôn, theo cái bìa của keo hoài luôn. Là mình may ở trên mí của miếng keo là nó vừa y bề trái. Rồi cái phần đầu bâu của mình nè. Trước tiên là mình đặt vô mình may là lúc nào mình kết thúc cũng vậy nè, cái thân áo nó dư hơn cái bông tí xíu nè. Thì khi mình bẻ vô mình có ý nè, đang như thế này nó hơi chồi ra nè, nó hơi chồi ra thì mình gấp nó lại đi cho nó gọn. Đây là mình gấp nó cho nó gọn đi nè. Mình bẻ nó vô cho nó gọn vô, đang như nó chồi ra nè. Mình bẻ nó vô cho nó xếp ly nó lại cho nó gọn vô. Rồi mình sẽ giữ im nhẹ tay mình ấn nó lên. Mình ấn nó, mình đưa vô trong luôn. Đây nè, mình đưa vô rồi nó chưa có được sát như ý mình. Mình dùng một cái cây nhíp hoặc là cái cây tháo chỉ của mình nè, chứ cái cây bấm chỉ của mình, cái đầu nó nhọn, tại ngón tay mình lớn quá so với cái lá bâu, vô cái chân bâu. Rồi mình chỉnh sửa cho nó ngay. Rồi chỉnh sửa xong mấy em nhớ nè, cái đầu của cái cây gấp chỉ mình nè, cây bắp gấp chỉ mình nè, mình dìm nó xuống, mình dìm cái phía bề trái xuống, mình lôi nó ra nè, lôi là phía dưới nó lòi ra ngoài nè. Còn nếu Cương không dìm nó sẽ chìm vô trong. Rồi mình chỉnh sửa lại, rồi mình kéo cho nó ngay ngắn, chỉnh sửa ngay ngắn. Không quen thì tụi Cưng cứ lượt trước. Rồi mình cứ đi một đường mí,
đi một đường miếng trên lá theo. Rồi xong, mình tiếp tục dầm qua. Cái đường xay dầm này thì mình hạn chế hé chân vịt nữa nè. Tại vì nếu mình hé chân vịt nó dễ bị thành góc vuông lắm, mình cứ xay tròn theo. Rồi mình giáp mí lên đường mai cũ. Giáp mí lên đường dằn mí cũ của mình nè. Mình mai chồng lên thêm khoảng chừng 2 phân. 2 phân nữa bắt đầu mình đảo xuống, mình mai 5 ly. Để đường mai sau lưng sau khi mai xong cái lúc đó thì bật lên cho xem. Đây, phía sau mình đây. Là lúc đầu á là chị mai cái đường này nè, chị dằn từ cái đường này, cứ nhớ không, từ đường chỉ này mình dằn đường mai mí qua bến nè, yeah. Trước tiên nè, lúc mình mai bâu á, rồi chị kêu khỏi lại mối, thì bây giờ tiếp tục đường thứ hai mình mai xoay tròn cái đầu rồi thì mình mai chồng lên y đường cũ của mình, yeah. Mình khỏi lại mối đó, mình chồng lên một đoạn rồi mình hả tiếp tục hạ xuống, yeah. Rồi mình hạ xuống mình mai cho đến phía bên kia giống y như vậy. Đây mình sắp sửa bên kia tới đây, tới đây là bắt đầu mình chuẩn bị lên nè, chuẩn bị đi lên nặng cho nó theo y đường cũ. Cái này thì chị lái lên luôn, còn mấy em không quen thì mấy em cứ nhắc chân vịt cho nó vuông lên, mai tới đây xong mấy em dắt vuông lên rồi mai theo đường cũ cũng được, mà chị thì chị thích cái đường mai mềm mại. Rồi xong tới đây rồi nè, bắt đầu mình chỉnh cái đầu phía bên đây. Hàng chợ thì thường làm ta lợi mối ngay đầu của cái lá bâu, còn chị không có thích lợi mối ngay đầu, nó sẽ có cái dấu chỉ nhiều, chị không có thích. Chị thích mai làm sao mà người ta khó tìm ra cái mối chỉ đầu và mối chỉ đuôi của mình, chị mới thích. Chị mai chị gói chị kỹ lắm, chị giấu hết mấy cái mối chỉ lụng dụng. Rồi xong mình đã gói cái đầu này vô ngay ngắn rồi, kính rồi nè, vuông nhất rồi nè. Cái bâu vô đẹp hay không là ở chỗ này, là giữa cái chân bâu này đi xuống với cái thân áo, nó không có so le. Mình may cái này mình xoay tròn theo cái đường cắt của mình. Rồi còn phần còn lại thì mình cũng cứ may y như đầu bên phía bên kia. Mình cứ căng cái đường chỉ sao mà mình vừa lộ đường chỉ lên. Sao mà ở trên này nhìn xuống vừa lộ đường chỉ, vừa lộ đường chỉ. Đường chỉ mai lúc vô bâu của mình đó, mình vừa lộ đường chỉ lên là mình mai bề trái nó sẽ đẹp. Từ nãy giờ mình mai một vòng rồi đó mà mình chưa có giáp mối chỉ lại đó. Vô bâu xong chị sẽ hướng dẫn cho chia nút, chia khuy ha, để mà mình đơm nút luôn. Xong rồi mình mai giáp mí qua đây nè, từ cái mối đầu với mới kết thúc nè, giáp qua khoảng 3-4 phân để mà mình chồng mối chỉ qua cho nó đừng có bị bung. Rồi lưu ý cắt chỉ sát hết. Đây chị cho coi bề mặt với bề trái đây. Đây cưng cho cận cảnh. Đây nè ha, là cái đường chỉ của mình nè ha. Cái đường chỉ mình nè, đường chỉ mình mới mai là đường meo này nè. Nè, đường mí nè. Rồi mình đường mình xuống nè. Nói chung là các đường chỉ nó đều ngay nhau, bề mặt bề trái nó vẫn phải như vậy nha. Nó không bị phập mí nó mới đúng đây nè, cưng nhìn thấy nè, tất cả nè, đường bề trái của mình nè. Nó vẫn nằm theo mí, nó vẫn nằm theo mí. Nó vẫn đi theo mí. Nó không có bị lọt tùm lum. Rồi cái này mình ủi lại nó là nó sẽ thẳng ha. Bây giờ trước tiên chị ủi cái lá bâu xong cho hoàn chỉnh cái áo luôn rồi mình đâm nút. Nè, mới thay miếng vải ủi có một ngày một đêm. Nó đổi màu nè, tại vì hôm nay mấy áo dài đỏ, mấy áo dài Tết á. Nay mấy bạn may mấy bộ dài Tết xong là cái đồ của chị đổi đủ thứ màu luôn. Rồi xong cái lá bâu mình ha. Cái này màu đỏ chị sợ nó còn dở dính nữa đó.
Thôi chị dài đi, tại vì cái này mới ủi lúc chiều. Cái nhuộm màu quá đậm. Nè, ủi áo dài nè. Nè, cái áo dài xanh nè, áo dài xanh nè. Áo dài đỏ nè, lên màu hết. Rồi, trước tiên làm ủi bề trái nha. Ủi bề trái của lá bông. Mình ủi mình đừng có kê cái này đè xuống hoài cái này nha, nó sẽ mất cái độ cong của mình. Tại vì độ cong của mình lúc mình may mình đã nương tay rồi. Nếu như mà lỡ vô tình mấy đứa em may nó co nhiều quá thì mấy đứa em ủi hơi kéo nó nhẹ tí xíu nó sẽ giảm cái độ co nha. Mà phải nương tay, phải nâng niu nó nha, chứ không phải ủi đại. Phần đoạn giữa thì mình ủi thẳng. Là khi ủi nè, nhớ là ủi cái lá bông nè. Là ủi mình khi mình đặt cái bàn ủi lên thì mình đừng bao giờ cho cái bìa bằng ủi mình nó lấn xuống tới đây. Nó chỉ nằm trọn vẹn trên lá bâu thôi. Tại vì khi mà mình lấn xuống là vô tình mình làm nó nhăn mấy cái chỗ này nè. Đây nè. Mình phải bảo đảm phía sau cái bằng ủi mình không có cái gì nó cấn hết. Để thôi, mấy em nhiều khi để ngược tay nè. Để như vậy nè. Cái lo gì nè, lo ủi bên đây. Ở dưới đây nó đụng một đống nó nhăn hết. Mới là lúng túng là làm nó vậy, cho nên làm phải bình tĩnh, đừng có lúng túng. Nè, ví dụ như là bên này nó hơi co nhiều nè, là tại vì chưa có chỉnh nó lại. Mình chỉnh sao cho nó vừa thôi. Đây. Chứ mình đừng có lôi nó quá, tại vì cái bằng ủi mình khi mình gia nhiệt một cái là nó sẽ ảnh hưởng cái áo mình lắm. Rồi bây giờ bề trái bên đó xong, bây giờ tới bề trái bên cái chân bâu nè. Bề trái bên chân bâu thì mình nhớ nè, là để cái lá bâu cho nó ngửa xuống. Đừng có để mặt phẳng như vậy, in lên như vậy. In lên như vậy thì mình vô tình mình đang chỉnh cái này, mình cố tình mình chỉnh cái chỗ này mà nó ảnh hưởng luôn bề mặt luôn của lá bâu mình ha. Lẽ ra là chị đặt lên đây nè, mà chị thấy cái này nó dính như vậy, chị sợ dính lên áo người ta. Nè, mình đặt như vậy nè ha, có cái cầu ủi là mình đặt như vậy nè. Còn cái cầu này mới hồi chiều là chị thấy mấy chị đã ủi xong là chị thấy không mấy vậy. Chiều thì mình thấy chỉ là. Rồi bây giờ mình chịu khó mình để lên cái gối ủi đi cho nó đừng có bị ảnh hưởng, để lỡ nó ảnh hưởng cái bâu một cái sữa nó cực lắm. Đó là bảo đảm là mặt bằng ủi của mình nó chỉ tiếp xúc với lại cái chân bâu mình thôi, chứ nó không có tiếp xúc với cái lá bâu của mình phía trên. Cái bâu định hình đầu tiên về ủi hơi kỹ nha. Tại vì mình định hình là mình giống như mình tạo form dáng cho nó. Nếu như mà mình ủi ẩu á, là nó ảnh hưởng về sau, là nó giống cái hình ban đầu mình ủi luôn. Rồi hiện tại là mình đã bề mặt bề trái mình ủi xong. Thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ tạo cho cái dáng nó đứng. Tại vì đây nãy giờ mình ủi nằm ra mà. Đây là bây giờ mình cứ để cái đầu như vậy. Mình cớp nó đúng chiều, tại vì mình cắt rồi. Cái lá ra lá, bâu chân ra chân rồi. Rồi bây giờ mình cứ gì? Cho một cái bàn ủi ra đây để cho nó tạm nhiệt cho chỗ này cho nó sát xuống. Đây, mình thấy lá bao không? Nó tự tròn. Nó có cái dòng co tròn. Mà nó rất là phẳng luôn. Rất là phẳng luôn. Rồi bên đây cũng như vậy, nếu như bên đây con chưa ủi nè. Nè, con thấy không? Nó nằm vậy thì cứ không có gì khó, thì cứ đặt, cứ ủi từ cái đoạn này nè, từ cái đoạn ráp dây nè, trở lên trước thôi. Cái này giống như là mình uống tóc vậy, thợ uống tóc vậy đó, uống tóc để tạo cái dáng tóc cho người ta vậy đó. Lúc sấy vậy đó. Đó. Mình cho nó gia nhiệt lên, rồi mình cho nó theo cái độ cong mà mình ý mình muốn. Tại vì mấy bạn này mặc đi học, mấy bạn không có thích mà ôm sát chân cổ đâu. Nó vừa phải để cho tạo cảm giác thoải mái. Rồi chánh giữa này, chứ ở phía giữa thì không cần, mình chỉ làm nhẹ một chút xíu thôi. Rồi để chị cho nhìn cái form của lá bông thẳng không? Rất là thẳng luôn. Để tự nhiên đó. Khi lên người mình thì nó đầy lên á, nó đầy lên nó sẽ thẳng ra. Rồi bên đây cũng y như vậy luôn, không có gì hết. Đây là như chỗ này còn một chút xíu cái giỡn nè, mình đặt bên đây mình ủi nè. Nè mấy đứa cưng nhíu, nhưng mà mai rồi quên, nãy chị chưa có ủi chỗ này.
Đây nè, mình đặt cái bàn ủi này ha. Cái bìa của cái bàn ủi nè là nó chỉ nằm dưới cái mí chân bâu thôi. Đừng có bao giờ ủi lấn lên chân bâu. Chân bâu là chân bâu, lá bâu là lá bâu, thân áo là thân áo. Mình phải tách biệt nó riêng. Nè, chị kê là thấy không? Nếu mấy em không chú ý chị ủi là mấy em sẽ ủi chồng 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 lên nhau là nó không đẹp đâu. Đó, nó riêng nó lại thẳng bằng à. Chứ không có cho nó tập trung được. Rồi giờ chị hướng dẫn chia nút luôn ha. Chia nút thì bây giờ là chị chia, chị làm khuy nè. Lấy phấn màu mới được. Nút thì chị cứ nhắc lại ha. Nam tả nữ hữu. Nam tả tức là tay trái là tay bên tả. Là bên đây thân bên tay trái nè. Đang về bên đây là tay trái nè, là mình làm khuy bên đả bên tay trái. Thì làm khuy xuống bao nhiêu thì cũng tùy thuộc vào ý của các bạn nữa. Ngày xưa đó thì thường là mấy chú mấy bác mình hay mặc xuống đó, là bỏ cái nút đầu tiên từ cổ xuống 10 phân là cái số cố định hồi cái chào của chị hai mấy năm về trước đó. Nhưng mà không, bây giờ là không, bây giờ xu hướng của các em mặc cái cổ cái nút đâm cao hơn. Nói tóm lại thì mấy em thích đâm cao cứ đâm cao, thích thấp thì cứ thấp thôi. Rồi bây giờ từ ở dưới này đâm lên thì cũng vậy, không nhất thiết phải là 12 hay 18 hay 20, tùy thuộc vào độ dài của cái áo. Thì ở độ dài cái áo bạn này là tương đối vừa phải thì chị sẽ chọn là lên tầm 17 phân. Chị lấy 16,5 nè. Là tại vì chị biết cái bạn này mặc thế nào ha. Giờ trước tiên là cái áo chiều dài này là khoảng tầm 68 đó. Là chị lên 17 phân. Nó non 17 chút xíu. Rồi cái nút trên cùng là mình lấy giữa chân bâu. Cái khuy trên cùng là giữa chân bâu. Rồi xong còn lại mình sẽ chia ra. Mình chia ra 9 lần 5. 9 lần 5 là 45. Mình chia ra 5 là được 9. 9, 18. Này thuộc cũng chương đi. 9, 3, 7 9, 4, 3, 6, 9, 5, 4, 5. Rồi nếu như mà mấy em không quen mấy em lấy máy tính chia. Cái này chia ra là 6 nút, là gồm luôn nút cổ là 6 nút. Thường là đồ người ta đơm 5 nút, 5 nút là người ta tính theo ngũ hành đó. Thường là đồ người ta đơm 5 nút. Chứ không phải là ta đơm đại đâu nha. Rồi cái khuy á, thì chị đã hướng dẫn ở bên đồ pyjama rồi. Cái cách làm khuy á, thì bạn nào cần thì đi qua đồ pyjama coi. Còn làm khuy máy bên đó chị có hướng dẫn luôn rồi. Rồi còn cái tay. Cái tay á, thì mình sẽ hướng dẫn là làm khuy lúc nào cũng mình tưởng tượng đi. Như vậy thì đương nhiên là cái khuy nó phải nằm ở trên. Cái nút nó phải nằm ở dưới. Thì bây giờ mình gấp lại. Mình gấp lại là mình may là nó có đúng số đo luôn. Nếu như mà cưng kéo qua nhiều quá nó đâu có khớp. Thì bây giờ mình kéo thẳng xuống, thẳng đúng chiều của nó luôn nè. Thì mình cứ cho thẳng đúng chiều luôn. Rồi mình cứ cho là cái khuy nằm giữa, giữa của cái băng tay. Cái khuy mình sẽ cắt ngang như thế này nha. Đây, ở ngoài vô bỏ vô 5 ly. Cái khuy bằng cái nút của mình. Nó là chừng nữa vị trí của cái khuy là nằm đây qua đây. Thẳng qua, chứ không có khoét chiều xuôi như vậy nha. Rồi tiếp theo, chị có cái bút nè, mà cái bút này chị làm biếng, chị thấy vẽ lên cái màu tím quá. Cái bút này là bút tàng hình đó, bút này là bút bay nè. Khi mình vẽ xong, mình để mình treo gió tự động 2-3 ngày nó tự bay hết. Còn nếu như không thì mình đi giặt nó cũng tự động nó bay. Cứ chấm vô tư luôn. Mà tại chị vẽ phấn chị quen đó, chị làm biếng lấy nó. Lấy mắt đậy nắp đây rồi. Đây rồi cái này là cái khuy thì cái nút đồng nghĩa cái nút là mình đơm ngay cái bìa đầu khuy nè. Mình đơm xuống dưới, thì mình cứ lấy dấu xuống. Đây là chừng nữa cái nút áo mình đơm đây. Cái nút đầu tiên đơm ở đây. Xong mấy em phải đơm theo cho chị cách một nút nữa 2 phân. Tức là cái áo này gồm có 2 nút. Cái viết này tại vì mấy đứa nó vẽ xong để chấm ngược vậy đâu phút. Cái mực nó lại động ngược rồi. Nó không có ý. Đó là đó nút đó nút. Là 2 nút. 2 nút để khi mà da giảm, bạn thích mặc rộng thì bạn gãy ngoài, bạn thích mặc ôm sát cùng tay thì bạn gãy trong. Rồi xong tiếp theo thì là ở khoảng giữa này mình có cần đơm nút thì mình đơm một cái nút nhỏ, tại vì nút nó có hai cỡ ha, có cái nút nhỏ để mà mình đơm. Cái nút có 5 ly thôi, 6 ly thôi, mình đơm ở khoảng giữa vậy thì mình làm khuy ở khoảng giữa này. Nhưng mà ở đây là chị không đơm nút giữa này, thường là may cho người lớn thì đơm ha, còn này mấy bạn trẻ thì mình khỏi đơm.
Tức là giờ mình cần đơm đây một cái nút, ở đây một cái nút, rồi mình cần làm một cái khuy là xong. Còn bên này thì tổng cộng là mình làm 5 cái khuy trên thân áo, cái này là bắt buộc nha. 5 cái là tượng trưng cho ngũ hành đó. Còn cái nút cổ là bắt buộc phải có. Cho nên là nút cổ là riêng. Thì nút cổ thì nó cũng dễ lắm, chị hướng dẫn như thế này. Đây thì bây giờ cái nút cổ thì bây giờ mình chấm qua. Như vậy mình chấm hai miếng này lại nè. Mình kê hai cái đẹp lá miếng ngay với nhau nè. Thì mình chấm xuống bề trái thôi. Làm khuy đây thì mình đâm nút ở bên đây. À. Còn mấy bạn mới vô nghề thì cứ lấy cái áo của bố mình ra coi. Tại vì chị hướng dẫn cái này chị thấy dễ quá. Bên pyjama mình có hướng dẫn đâm nút hết rồi. Đơm lên nó lâu ha. Rồi thêm nữa là thường mấy bạn thì thường sẽ chọn cái nút đen. Thường cái phong cách bây giờ mấy bạn trẻ thì chọn cái nút đen. Ở đây là bạn này á, là dặn mình đơm nút đóng là hình như là đóng bạn 4 cái rồi đó. Là lần này là mình chọn nút đơm làm khuy cho bạn, chứ mình không có đơm nút đóng. Thì thường là cái áo trắng mà mặc đơm cái nút đen lên là dưới mặt cái quần tây màu sậm lên nó rất là hợp. Đây mình giả sử như mình làm khuy rồi, mình đơm nút rồi đó. Cái nút cổ nè. Cái nút cổ thì chị để khó lắm. Còn cái tay mình cũng vậy, khi mà đơm nút xong nó rất là đẹp. À. Rồi cái nút nó đóng là cái nút này nè. Tại vì chị có từng làm cho bạn rồi. Nhưng mà cái này đơm cho bạn chứ không đóng nè. Để chị lựa cái nút. Đây cái nút của bạn rất là đẹp luôn. Nè, cái nút này là nút đóng nè. Khi đóng xong là nó như hình nó như thế đó đó. Cái nút bấm của mình á. À nút bấm đó. Mà tại vì chị mua cho bạn là các kiểu rồi, kiểu hình chữ nhật có, hình vuông có, hình tròn có rồi, lần này chị đơm nút. Ha, rồi cái nút chị hướng dẫn như là mấy bạn làm được ha. Nếu như mà mấy bạn có để ý cái cách đơm nút cho kỹ á, thì đi qua bên cái video pyjama của mình á, pyjama lụa là chị có hướng dẫn cụ thể luôn á. Thì mình lấy dấu bên kia cũng vậy thôi, mình đơm nút bên kia thì mình cứ nhập đôi qua. Rồi mình lấy dấu cho ngay giữa khuy của mình đi. Mình lấy dấu bên đây. Rồi đơm nút thì chị nói thêm xíu nữa. Mình thì thấy dễ nhưng mấy em mới vô nghề mấy em sẽ thấy rất là khó khăn. Đây mình lấy dấu cho ngay luôn ha. Lấy dấu ở bên tay phải của mình là đơm nút nha. Rồi ở ngoài bìa này mình bỏ vô. Đây, bỏ vô cứng một phân. Thì mình sẽ đơm cái nút. Đây, mình sẽ đơm nút lên đây. À là vô ngoài đây vô cứng một phân nha. Rồi còn cái phía bên làm khuy thì làm khuy tại đâu? Thì là cái dấu đã có rồi nhưng cái nẹp nút mà dưới 3 phân. Cái nẹp nút mà dưới 3 phân thì em hãy làm khuy giữa nẹp nút cho chị. Cái khuy chừng nữa nó sẽ như thế này. Mình làm xong là cái khuy nó sẽ như thế này, từ đây nó dài xuống đây. Là làm cái khuy chiều dài là nó bằng cái nút. Đây, em thấy không? Đó. Là làm nút giữa, nếu như nẹp nút là dưới 3 phân là làm cái khuy giữa nẹp nút. Đừng có làm cái nẹp nút lớn quá. Còn những cái áo mà những người béo, mấy người lớn tuổi hơn á, mấy bạn mà lớn tuổi chút xíu á, thì là cái nẹp nút 3,5 hoặc 3 hơn 3,5 một tí thì mình vẫn làm ngay chính giữa. Thì mình, tại vì người đó là chiều ngang người ta, cái kích người ta đã có rồi, cái số đo người ta lớn rồi, chứ không phải là như mấy em này ha. Thì nhớ là làm khuy là làm giữa cái đường nẹp nút, chứ đừng có làm lệch qua một bên. Còn đơm nút á, thì có thể lọt được từ ngoài vô cứng một phân là đơm nút. À như vậy là mấy em sẽ rõ rồi đó. Rồi mình kết thúc ha.